2000 years later. Hàng thử ghê. Bây giờ mình sẽ đếm thử trong đây có bao nhiêu túi nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8. 300 ngàn mà 8. 300 ngàn hả ta? Được chút mà mua 200 ngàn á là được khoảng cỡ 10. Mà giờ mình mua 300 ngàn được có 8 thôi. Ok, không sao. Thì bây giờ mình sẽ xem thử ở trong đây có cái gì nha. Thì ở đây mình có là ốp điện thoại silicon cho Galaxy Samsung S22 vẽ 21. Mình không có xài Samsung. Bây giờ mình sẽ gỡ ra xem thử. Đây, hai cái ốp lưng này. Đơn hàng này có giá là 94.346 đồng. Ok, hai cái. Mình thấy cái chất liệu của cái ốp lưng này cũng khá là ok. Cái nhựa của nó là cái nhựa dẻo á, xài thì sẽ bảo vệ được điện thoại rất là tốt. Nhưng mà bạn nào á xài Samsung á thì có thể nhắn tin cho mình là số điện thoại cũng như là địa chỉ, thì mình sẽ gửi đến cho các bạn hai cái ốp lưng này nha. Và tiền phí ship thì nó là mình chịu. Có thêm hai sợi dây nữa, bạn cũng có thể đeo hoặc là xách. Ok, tiếp theo là áo hoodie nữ với giá là 215.000. Ồ, đẹp nha. Ủa, cá bao xỉ luôn. Wow, nó giống như là dạng áo nỉ á mấy bạn. Đơn hàng này có giá là 215.000. Wow, cái áo này ok quá nè. Sắp tới mình sắp đi Đà Lạt đó là mình sẽ chuẩn bị bận được cái áo này luôn. Ồ, cái chất nỉ. Ở trong nó có nỉ bông nữa. Ôi mình thấy rất là xịn luôn đó mọi người. Tiếp theo là những đính hôn kim cương giả sang trọng thanh lịch dành cho nữ. Những đính hôn mà cũng mua trên Shopee nữa. Ủa tại sao lại mua những đính hôn trên Shopee ta? Cũng có thể vì nó đẹp đúng không? Cũng có thể vì nó đẹp. Mình cứ gõ ra xem thử nha. Thì đơn hàng này có giá là 40.000. Một chiếc túi. Ồ, cũng đẹp nha. Những đính hôn nhìn xịn nha. Wow, trời nhìn hộp cũng bóng quá nè. Nhưng mà nó hơi bự. Bàn tay của mình là bàn tay bự rồi đó. Nhưng mà đeo vẫn thấy nó rộng nha. Nhẫn này mình thấy ok nha. Nó làm giống như là chất liệu nó làm giống như là bằng thép hay là bằng inox gì đó, rất là dày luôn á. Mà quan trọng là những cái nhẫn nó cũng đẹp lắm, kiểu như nó cũng cứng cáp á. Viên đá của nó thì màu nó hơi đục đục nhưng mà cũng không có tới nỗi là quá xấu. Đơn hàng tiếp theo là ví nữ cầm tay kiểu dáng Hàn Quốc với giá là 155.000. Thank you.
hợp không à, không có gì hết trơn. À cái bóp nằm dưới đây. Chỗ anh hồn tưởng đâu như là bị lừa, có một đá vô gạch trong đây nữa. Ui, cái bóp đẹp nha. Wow. Ôi, cái bóp nhìn xinh quá nè mọi người. Ok nha. Các bạn có thể đựng cạc, đựng tiền cũng như là mấy cái giấy tờ gì đó nhỏ 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 phía trong. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ dễ rớt nha. Tại vì mấy cái này nè nó đâu có cái đồ gì đâu giữ lại mấy bạn mà. Lỡ tay các bạn gỡ xuống như vậy nó sẽ bị rớt đồ ra ngoài. Mấy bạn xài cái bóp này mấy bạn cũng cẩn thận nha. Vì mình cũng đã có một cái bóp cầm tay rồi cho nên nếu như bạn nào thích cái món này có thể comment cho mình cái số điện thoại cũng như địa chỉ thì mình sẽ gửi đến cho các bạn nha. Tại vì thực sự ra để ở nhà mình nhiều khi mình không xài á, xong rồi nó bị hư á, thì uổng lắm. Cho nên nếu như bạn nào thích thì cứ gửi cho mình số điện thoại cũng như là địa chỉ nha, thì mình sẽ gửi đến cho mấy bạn. Nói chung lại là cái cảm giác của mình đó, nó vẫn vui như là lần đầu tiên mình unbox cho mấy bạn coi vậy đó. Những cái đồ mình không biết xong mình gỡ ra thấy nó đẹp á. Ghi mình không đọc được luôn á, mình chỉ đọc được sơ sơ giống là trang trí xe hơi thôi. Cái gì là biến dáng gì đó để trang trí xe hơi nè. Nói chung là chắc mình cũng thể cho chồng mình được, chồng mình có thể để lên xe. Màu đỏ. Đơn hàng này có giá là 109.318 đồng. Tự nhiên bỏ tiền tháng sống này cho chồng. Ủa cái này là cái gì? Sao nó dài vậy? Như một cái liễn vậy á, ngày Tết á. Chất liệu nó bằng nhung nha. Cái này là cái gì ta? Để mình đi hỏi chồng rồi kìa. Oh my god! Wow! Chồng mình cũng không biết là cái gì luôn. Nhưng mà không xài được rồi. Tiếp theo là áo sơ mi tay dài không ủi họa tiết chấm biên. Không ủi hả? Ý là cái áo này bọn không cần ủi đúng không? Họa tiết chấm bi, trời nhìn lại không mê rồi đó. Trắng đen phong cách Hàn Quốc cao cấp dành cho nam. Trời ơi, giống như là bốc xin đồ cho chồng nhỉ. Trời, thôi kệ đi, cho bọn cũng được. Thêm một cái bọc nữa. Ồ, cái áo này hả? Thêm thèm. Áo này là áo size L. Chất liệu của áo này á là ni lông. Mình nghĩ là cái áo này á bụng nó sẽ không có mát đâu. Tại vì nó là ni lông cho nên nó sẽ hơi nóng nè. Một chiếc áo sơ mi nam hình chấm bi. Mà chồng mình nó không thích bận những cái áo màu đen hoặc là chấm bi đâu. Chồng mình sẽ bận những cái áo nổi giống như là màu đỏ, màu cam, màu xanh lá, màu xanh dạ quang hay cái gì đó. Giống như là gặp người khác nó sẽ đập thẳng vô mặt của người ta. Nếu như mà ai gặp chồng mình rồi thấy là chồng mình rất là thích bận những cái đồ như là áo sơ mi hoa, áo hình trái thơm, trái dứa, áo màu xanh, màu đỏ. Nói chung là chồng mình rất là thích đồ nổi, không thích cái đồ màu đen đen, chấm bi gì đâu. Cho nên bạn nào cần nói mình sẽ gửi cho mấy bạn luôn một món quà giveaway tiếp theo luôn. Áo này là áo size L nha. Để bảo mật thông tin cho mấy bạn á thì mấy bạn cũng có thể nhắn tin qua email cho mình là tên, số điện thoại, xong giờ địa chỉ thì mình sẽ gửi đến cho mấy bạn nha. Một món quà giveaway. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ điện tử màn hình LED chống nước 8 màu thời gian dành cho nam. Trời ơi, lại là dành cho nam nữa nè. Thích quá. Với giá 25.000. Nhịp tim nữa. Trời, đồng hồ 25.000 mà xỉn giờ sao được nhịp tim luôn. Ok, thì mình sẽ để cái đồng hồ này trong phần giveaway luôn. À, mình mới vừa nghĩ ra là mình sẽ chia hết tất cả những cái phần mà mình giveaway qua hai phần quà. Thì hai bạn nào gửi email về cho mình sớm nhất thì mình sẽ gửi các phần quà này đến cho mấy bạn nha. Tiếp theo là đồ ngủ công chúa bận ngủ ở nhà với giá 159.000. Đồ ngủ công chúa. Chết rồi, qua tuổi là công chúa rồi. Chuẩn bị làm mẹ rồi.
ôn cũng xinh lắm nè mấy bạn. Với thời tiết của Hồ Chí Minh á, mình nghĩ là bận nó sẽ rất là nóng. Cái này nó sẽ phù hợp với mấy cái nơi lạnh lạnh giống như là Đà Lạt, Sapa hoặc là Hà Nội về đông á. Thì bây giờ mình sẽ chia những cái đồ hôm nay mình unbox ra hai phần. Thứ nhất là cho một bạn nam và một bạn nữ. Thì cái set cho bạn nam đầu tiên là bao gồm một cái áo sơ mi nam chấm bi, một cái đồng hồ và một cái miếng dán xe hơi trang trí. Đây sẽ là một combo dành cho một bạn nam. Tiếp theo thì sẽ là hai cái ốp lưng Samsung, một cái ví và một chiếc nhẫn. Để bảo mật thông tin cho các bạn thì các bạn hãy gửi email về cho mình qua cái địa chỉ ở phía trên này. Thì sau đó mình sẽ chọn ra hai email của một bạn nam và một bạn nữ gửi về cho mình sớm nhất, và mình sẽ gửi những món quà này đến tận tay cho các bạn. Thì các chi phí vận chuyển này sẽ do mình thanh toán, các bạn chỉ cần nhận cuộc gọi và nhận hàng thôi. Và đây là những cái phần quà nhỏ nhỏ mình gửi đến cho các bạn, cũng như là cảm ơn của mình đối với các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình rất là nhiều. Vlog đến đây là dài rồi, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian và ủng hộ mình. Hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực tạo ra được những cái video mới hơn, hay hơn, bổ ích hơn mang tới cho các bạn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại.